Chào mừng các bạn đến với series chia sẻ kinh nghiệm sửa bên PC của Quỳnh Hà Computer. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một man của bên Giga Hasmode version Hasmode MD2 version 4.0. Hiện tượng nó như này. Cúp quạt quay vài vòng rồi tắt. Như các bạn đã biết thì từ bên H61 trở lên ấy, khi mà trên bên thiếu hoặc là sai bất cứ một app nào thì sẽ xảy ra hiện tượng kích cúp. Hiện tượng kích cúp là để bảo vệ cho bên khi mà thiếu app hoặc là sai app thì nó sẽ tắt đi để nó bảo vệ. Thì như thường lệ thì đối với pan này thì app đầu tiên mình sẽ kiểm tra nó là app record. Mình đã đầu tiên là AV Core này. AV Core đang chưa có này. Khi mà AV Core chưa có thì các bạn đánh nhá, ngược trở lại. AV Core chưa có, tiếp theo nó là CPU VCCRA này. VCCRA đủ 0.9 này. Tiếp theo là CPU VTT. CPU VTT áp chuẩn của nó là 1.1 hoặc là 1.05V. Hiện tại bây giờ nó đang dâng lên là 1.49V. Đấy, đang bất thường đang ở chỗ này. Chờ một xíu mình mở rồi nhá. Con này là TP1. TP1 này. Khi mà app ở đây, khi mà app giảm ở chân S của TP1 tăng thì mình sẽ phải đo điều kiện cấp cho con TP1 này. Bố thành không bảo bố không chịu. Ok, tiếp theo là rồi mình sẽ đo là áp ở chân 5 này. Áp chân 5 này, các chân 5 bây giờ đang là 1.75V này. Đây nó đang có một cái ổ trở này. Mình sẽ áp đây không thể là 1.7V được. Đang sai áp ở chỗ này rồi. Mình sẽ đo tính cầu trở này, 2.5V này, 13.7 PA của nó chỉ có 1.05V thôi. Đó, các bạn thấy không, nó đang sai ở đây. Khi mà sai ở chỗ này thì mình sẽ tách con này ra. Mình sẽ tách con trở dưới này, tách trở dưới con TR61 mình sẽ tách ra này, mình đo giá trị của hai con này. Cứ cầm máy về xong ngày mai mang đây chứ. Hãy
Ok. Trên là 13, ở trên là 13, chọn luôn, chọn dưới 10. Người tắt tay, tắt tay như cảnh báo mở cửa đấy, nhanh không nó gọi vào máy tính. Đấy, dùng cái điều khiển qua nhé. Chả không tăng luôn, chả không sai gì số. Chân 5 chả không sai chỉ số. Trước tiên mình sẽ xả tụ. Ok, hóa ra là tụ giò các bạn. Đó, áp 1.0 áp CPU VTT đã đủ áp 1.5V, nhưng mà vẫn kích cốp nhá, vẫn đang kích cốp. Tiếp theo này, V24 tăng lên 2V này. V24 là 1.8 nhỉ. V24 là 1.8 luôn cơ sẽ. Tăng thì tăng nhá. Ở trong chút solo này. AB tăng thì mình sẽ đo chân 3. Chân 3 của vòng 34. Chân 3 là 324 đã xéo áp 2V rồi. Sai từ chỗ này rồi. Sai chân 3 này. Sai chân 3 thì do lại tách tiếp rồi. Tách này ra. Các bạn chú ý nhé, cầu trở này thì các bạn cần tách con bên dưới ra, các bạn có thể cho các bạn để con bên trên, các bạn có thể đo lên con bên trên men được. Nếu mà các bạn để con bên dưới thì các bạn đo không được chuẩn được giá trị. Con bên dưới này, con bên dưới là 8.2K, bên trên là 8, con bên trên là 3, bên dưới 8.2, chọn luôn. Trên 3K. Bây giờ bên trên nó giảm xuống còn có 1.86K thôi. Sáng này rồi.
ba càng. Tôi vừa cho anh một con mê sát. Okay luôn. Còn gì này? Cốt này là cốt đòi ra mà. Vâng, của anh nha.
AB này, màn hình có đang ở đây này. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Màn hình này. Ok. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn thấy video hữu ích, xin hãy like và chia sẻ video. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Quỳnh Hà Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.